Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Playzone TV. Chỉ còn khoảng tầm một tuần nữa thôi, gần một tuần nữa thôi là kỳ thi trung học phổ thông sẽ diễn ra rồi. Thật trùng hợp thì đồng thời cùng thời điểm này thì Ducky cũng đã về hàng tại Việt Nam sản phẩm Ducky Pocket. Vậy trong video này mình sẽ tiết lộ cho các bạn một mẹo để có thể chiến thắng được kỳ thi trung học phổ thông với chiếc bàn phím cơ đặc biệt này. Và mẹo này mình sẽ để ở cuối, thế nên các bạn hãy cố gắng chú ý và xem hết video này nhé. Ngay bây giờ thì hãy cùng bắt đầu. Và như thường lệ, chúng ta sẽ vẫn có cái đóng hộp quen thuộc của Ducky khá là vui nhộn. Mở ra bên trong các bạn sẽ thấy một lồ một lớp các quyển sách hướng dẫn sử dụng. Tiếp đó chúng ta thì thấy ngay một cái dây kết nối và một cái keypuller dạng kiểu đánh trứng ấy, rất hay thấy trong các bàn phím cơ của Ducky. Cuối cùng chúng ta sẽ có một chiếc Ducky Pocket. Và ngay bây giờ thì hãy cùng đến chi tiết với sản phẩm này. Về ngoại hình thì có thể nói Ducky Pocket là sự kết hợp của máy tính cầm tay và cụm phím số trên màn phím máy tính thông thường. Tại sao mình lại nói như vậy? Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy một cái màn hình đen trắng rất quen thuộc trên các loại máy tính bỏ túi. Còn nếu muốn sáng đèn thì các bạn phải cắm điện vào. Nó sẽ có 4 dòng hiển thị chính, trong đó thì 3 dòng để hiển thị là chế độ này, phép toán này, trạng thái này, vân vân đang sử dụng ở trên máy tính. Và dòng to nhất và cũng như là chính nhất thì các bạn sẽ dùng để hiển thị số cũng như là kết quả các bạn nhập vào. Đó là phần trên, còn phần dưới của sản phẩm này thì giống như phần numpad của máy tính, tuy nhiên thì lại có layout khác hơn một chút. Các bạn có thể thấy là nó thêm 2 dòng trên này kèm theo một số phím như là xóa này, phím tab này, phím FN này, shift tab này, vân vân, rất nhiều phím khác. Thêm vào đó thì dấu cộng thay như vì các bàn phím khác làm có độ dài bằng với phím Enter, thì ở sản phẩm này nó chỉ có kích thước như một phím thông thường mà thôi. Theo mình đây lại một điểm trừ khá lớn của sản phẩm này, vì nếu như dùng để làm máy tính cầm tay thì hầu như người ta dùng cái phép tính cộng rất nhiều. Thế nên là với một kích cỡ bé như thế này thì dẫn đến việc là các bạn có thể bấm nhầm hoặc là bấm trượt vào cái nút này. Về keycap thì loại keycap mà nó sử dụng đó là nhựa PBT với phông chữ khá đặc trưng của Ducky, và như thường lệ thì nó vẫn là xấu. Ký tự được in lên là bé so với một chiếc máy tính cầm tay. Và nếu như các bạn để ý thì những chiếc máy tính cầm tay được làm cái cỡ to như này dùng ở trong kế toán thì nó có ký tự rất là to để khi mà các bạn nhập liệu thì không bị nhầm số. Tuy nhiên thì ở trên sản phẩm này nó lại hơi nhỏ, và có lẽ Ducky làm như vậy để đồng bộ với một chiếc bàn phím cơ của hãng. Đó là mặt trên, còn mặt dưới chúng ta sẽ thấy một cái gạt để nâng cao. Và khi gạt cái này ra thì độ cao sẽ tăng lên khoảng tầm 1cm. Với kiểu làm thiết kế như thế này thì mình thấy nó khá là chắc chắn, dù phím bị di chuyển thì cần gạt này cũng không bị hạ xuống. Ngoài ra thì ở phần đó chúng ta sẽ thấy một cái nắp tháo ra thì các bạn có thể lắp pin. Và loại pin nó sử dụng là pin tròn Z, hay mua các tiệm sửa đồng hồ và bán đồng hồ. Mình mua thì cũng mất tầm 30.000 cho một quả pin bé tí như thế này, khá là đắt. Tuy nhiên thì theo mình nghĩ là nó cũng sẽ dùng được lâu, bởi vì thực sự thì với cái màn hình hiển thị như thế này nó cũng không tốn quá nhiều điện. Các bạn dùng máy tính thông thường cũng biết rồi. Và khi lắp vào rồi thì các bạn sẽ không cần phải cắm dây kết nối mà vẫn có thể dùng máy tính này và tính toán như một chiếc máy tính cầm tay thông thường. Là một sản phẩm Ducky thế nên tất nhiên nó cũng sẽ được trang bị Cherry Switch chính hãng cùng với hệ thống LED RGB LED. Và một điều chắc chắn đó là chúng ta sẽ chỉ có thể dùng đèn LED khi mà kết nối với máy tính thông qua micro USB, chứ không thể dùng chế độ pin được. Khi kết nối với máy tính thì chúng ta sẽ sử dụng được thêm 2 chế độ mới so với 1 chế độ duy nhất khi lắp pin, tức là tổng cộng sẽ có 3 chế độ. 2 chế độ mới này có tên là PC 1 và PC 2. Bạn sẽ có thể kích hoạt nó thông qua phím FN và chọn một trong 3 nút là Tab này, Shift Tab này hoặc là Backspace. Ở chế độ PC 1 thì nó sẽ biến thành một chiếc numpad và để các bạn có thể nhập số liệu ở trên máy tính như bình thường. Còn ở chế độ PC 2 thì nó sẽ biến thành các cụm phím điều hướng, cụ thể là các phím 4, 8, 6, 2 sẽ biến thành các phím mũi tên, và phím 0 thì sẽ biến thành phím cách. Về lý thuyết thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chế độ này chơi game, tuy nhiên thì chắc chắn sẽ bất tiện và mất nhiều thời gian làm quen khi mà chúng ta đã quá quen thuộc với cụm phím WASD và phím Space ở bên kia rồi. Dù ở chế độ PC 1 hay PC 2 thì các bạn đều có thể sử dụng đèn LED phím. Và giờ thì chúng ta hãy cùng xem qua một số chế độ LED của nó. Ngoài ra thì các bạn có thể tăng giảm tốc độ sáng của hiệu ứng bằng cách bấm FN cộng 4 hoặc là 6. Để chỉnh màu sắc thì chúng ta sẽ bấm FN cộng với phím Enter và chọn màu sắc. Ngoài ra để chỉnh nhiều hơn các bạn có thể đọc kỹ hơn trong quyển hướng dẫn sử dụng. Vừa rồi là màn giới thiệu nhanh qua những đặc điểm chính của sản phẩm này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với màn như là mình nói lúc đầu video. Đó là làm thế nào mà sản phẩm này lại giúp ích cho các bạn trong kỳ thi đại học được. Điểm mạnh của nó không phải là khả năng có thể xử lý những phép toán cực kỳ phức tạp hay là tính toán cực kỳ chính xác, mà điểm mạnh của nó chính là ở vì nó là một chiếc bàn phím cơ và các âm thanh của nó có thể phát ra. Để xét điểm vào đại học thì chúng ta sẽ xét theo điểm từ cao xuống thấp. Vì vậy nói cách khác thì nhiệm vụ chính của các bạn đó là loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Thế nên để làm điều đó thì mình khuyên các bạn nên mang 3 cái máy này vào và gõ loạn xạ lên từ đầu đến cuối để phá những thí sinh khác.
chắc chắn là những người mà nghe tiếng finger này gõ ầm 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 như vậy thì khó có thể làm bài tập trung được và chắc là tính toán sẽ không chính xác được. Tuy nhiên thì cách này cũng có quá nhiều rủi ro, đó là đầu tiên là bạn cũng không thể tập trung làm bài được, và thứ hai đó là rất có thể các bạn sẽ bị đuổi ra khỏi phòng thi. Và cuối cùng thì đây sẽ là phần các bạn mong đợi nhất, đó chính là cái mẹo mà mình nói ban đầu là sẽ tiết lộ cho các bạn ở cuối video. Nó sẽ có hai mẹo. Thứ nhất đó chính là một mẹo liên quan đến chiếc bàn phím cơ Ducky Pocket. Thì đó là các bạn hoàn toàn chắc chắn không được mang chiếc bàn phím cơ này vào trong phòng thi, vì những cái lý do mình vừa nói xong rồi, nó mang lại rất nhiều điểm hại cho các bạn. Thứ hai đó chính là bí kíp này theo mình là quan trọng hơn cả, đó chính là trong vòng một tuần cuối này thì hãy cố gắng ôn tập những cái dạng bài mà các thầy cô đã định hướng, hoặc là xem những dạng bài năm ngoái thi như nào. Thường thường thì năm nay mặc dù là thi trắc nghiệm, tuy nhiên thì theo mình nghĩ thì là dạng bài nó cũng chỉ như những năm ngoái mà thôi, thay đổi không quá nhiều được, bởi vì là lượng kiến thức thì vẫn như các bạn học trong 3 năm rồi. Một số thông tin nói rằng là lượng kiến thức sẽ trải dài từ năm lớp 10 cho đến lớp 12, tuy nhiên thì theo cá nhân mình chủ yếu tập trung vào lớp 11 và lớp 12 hơn, và đặc biệt là lớp 12. Thế nên thì các bạn hãy cố gắng ôn luyện thật kỹ nó và đạt được cái điểm cao ở trong môn toán này. Có thể là không cần cao, chỉ cần khá, khoảng tầm từ 6,5 cho đến 7 điểm mà thôi. Và cuối cùng thì chúc các bạn may mắn trong kỳ thi. Quay trở lại với chiếc Ducky Pocket thì có thể nói đây không phải một sản phẩm hướng tới những người dùng phổ thông thông thường, mà nếu như bạn không phải là một người mà thường xuyên nhập liệu số liệu này, thường xuyên phải sử dụng các cụm phím tính toán ở bên cụm phím số thì không nên mua sản phẩm này. Còn nếu như các bạn nhiều tiền và muốn trải nghiệm một sản phẩm mới lạ thì hoàn toàn có thể mua mà thôi. Như thường lệ thì nếu các bạn muốn mua nó thì truy cập ngay vào link mình để trong mô tả. Nếu các bạn thấy video này hay và thấy mẹo cũng hữu ích thì đừng quên like, share video này và theo dõi YouTube của PlayZone TV. Mình là Dũng và đây là PlayZone TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.